I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì dạo gần đây á, nghe anh em nói hot rần rần về cái em Winner X2022 này ha. Thì bây giờ đến tận ngày hôm nay thì Minh mới được trải nghiệm và review em nó. Mà mình nói anh em nghe nha, khi mà lên con xe này á, mình vít ga nhẹ là bao nhiêu kỷ niệm mà phượt xuyên Việt nó ù về với lại mình hả anh em à. Là mình cảm giác như là mình muốn trải nghiệm ngay và luôn á. Mà khi điều đầu tiên mà mình nhìn cái con Win X này á, nó có một cái ma lực nào đó mà khi mà mình leo lên á, chỉ muốn bứt tốc thăng hoa thôi anh em. Thôi bây giờ mình không có nói nhiều nữa, nhanh chóng review cho anh em ngay và luôn. Mình đang ngồi trên con Winner X nè, mình đang trải nghiệm thực tế của Winner X nè. Thì cái điều đầu tiên á, mà Winner X nó mang lại cho mình đó là cảm giác lái rất là thoải mái. Cảm giác lái thoải mái, tiếng máy thì cực kỳ êm luôn. Tiếng máy mà xe Winner X mang lại cho mình đó là cực kỳ êm. Rồi động cơ anh em, nó nhẹ mà nó vọt lắm anh em đó. Nó vọt lắm, nó có thể cho mình cảm giác bứt tốc anh em à. Cảm giác bứt tốc cực kỳ nhanh luôn. Mình thường là mình sử dụng nhiều con xe phân khối lớn rất là nặng nè đó. Cho nên khi mà leo lên con xe này, cảm giác nó rất là thon gọn và nhẹ nhàng anh em. Mà tốc độ nó cũng không phải dạng vừa đâu, tốc độ rất là dữ dằn á anh em. Khi mà con xe này á, anh em đi phượt xa nè, anh em chở theo người yêu phía sau, cái yên của nó rất là thoải mái, thoải mái, ghế ngồi cũng thoải mái nữa. Và khi lên con xe á, mình cảm giác được khi mà mình lái xe á, nó có một cảm giác là rất là ngầu và chất. Với một cái thiết kế như vậy á, thì anh em có thể đi được đa địa hình. Có nghĩa là anh em đi phượt nè, đúng không? Anh em đi đường đường núi nè, đường đất nè, rồi đường đá nè, đường dốc nè. Anh em đi rất là thoải mái anh em nha. Anh em không phải lo ngại về những cái con đường hiểm trở. Winner X này nó thực sự là mạnh mẽ, anh em có thể chơi tới luôn. Ở cái chiều cao yên của con này cũng không khá quá là cao đâu anh em. Những anh em mà có 1m6 á, vẫn lái nó thoải mái nha anh em. Đó, anh em thấy không? Nó nhẹ. Mình đang điều khiển con xe nè, nó cực kỳ nhẹ và bốc luôn. Cái mà mình cảm nhận được liền luôn là xe nó bốc lắm anh em. Bốc mà mấy êm, cực kỳ êm. Điều đầu tiên đập vào mắt mình đó là cái thiết kế bên ngoài, liền mạch từ trước ra sau ha. Với một cái bộ giáp góc cạnh, những đường cắt nét hình chữ V nè anh em thấy không? Đó, nó làm cho chiếc xe mình á thể thao và năng động, nhưng mà không thiếu phần ngầu và chất. Anh em thấy mình nói đúng không? Ở cái phần đuôi xe á, là cũng được Honda vuốt nhọn hơn. Với cái phần yếm xe á, là nó tạo cho mình một cái cảm giác á, vừa khí động học mà vừa gọi là lực á. Nó nhìn nó lực và nó chắc chắn á nè. Anh em có cảm nhận thấy gì không? Nó tạo cho mình một cái cảm giác là khi mà mình lên xe á, mình đi ở những tốc độ cao á, mình cảm giác cái con xe nó chắc chắn hơn và cứng cáp hơn. Nó không có ợp ẹp hay là nó không có rung gì nữa anh em. Nhìn nó rất là chắc chắn luôn anh em. Nó làm cho mình khi mà chạy xe nó tự tin hơn anh em. Tự tin hơn. Một cái điểm mà đặc biệt mà anh em phải chú ý trên con Win X này,
kể cả anh em hay là Minh thì đều thấy đó là cái phần xi nhan. Thay vì ngày trước á, mấy anh em hay than phiền cái xi nhan nó bị rời ra, nó bị vướng víu nè, dễ gãy nè, và nó không đẹp. Thì hôm nay trời ơi, Honda đã thiết kế một cái xi nhan nó dính liền vào trong đây nè, anh em thấy không? Đó, nhìn nó rất hài hòa tổng thể chiếc xe luôn anh em. Nhìn nó rất hài hòa mà nó rất là đẹp luôn, mà nó tạo cho mình chiếc xe nó ngầu, và nhìn chiếc xe nó gấu hơn luôn anh em. Nhìn rất là cực kỳ kích thích luôn anh em. À, còn về cái phần đầu đèn á ha, trong đây thì anh em nhìn cũng biết rồi, được trang bị đèn LED cao cấp. Và ở đây có viền giải màu xanh nè anh em. À, anh em nhìn kỹ vô sẽ thấy có giải viền màu xanh ở trên nè. Khi mà mình mở đèn lên vào ban đêm á thì nó tạo ra một cái ánh sáng á, nhìn nó ngầu hơn, nhìn nó chất hơn anh em. Một cái điểm mà mình rất thích nữa trên cái con xe Winner X này đó là cái phần ống xả. Hồi trước á, anh em đi mà đi phía sau những chiếc Winner X á thì hay dừng đèn đỏ, hay bị người ta than phiền là mình đề máy lên á, cái hơi bô á, nó phà vào mặt người ta. Nhưng mà hôm nay Winner X đã lắng nghe và thấu hiểu người tiêu dùng, thì đã làm cái ống xả nó nghiêng về góc 20 độ. Khi anh em đề máy lên thì không có ảnh hưởng đến người phía sau nữa, mà cái tiếng bô nó còn hay hơn trước. Và cái bô nhìn nó rất là góc cạnh luôn. Ở cái cây bô này á, Minh sẽ đề máy cho anh em nghe. Đó, anh em nghe tiếng bô đi. Anh nghe tiếng bô đi. Cảm nhận là khi mà mình mua cái con xe này thì mình không có cần mà phải gắn bô độ nữa nè. Tại vì mình thấy cơ bản á là cái bô đã đẹp rồi, mà tiếng nó lại hay nữa nè. Nó hay cực kỳ hay luôn. Những cái tiện ích mà con Winner X này mang lại cho anh em thì cũng khiến anh em là mau chốt sổ con Winner X này ha. Đó là cái gì? Đó là được trang bị bộ smart key chống trộm hiệu quả và tính năng chống dắt. Thì dù là anh em có để xe trong thành phố, anh em đi ăn, đi uống, đi chơi, đi ghé nhà bạn, hoặc là anh em đi phượt ở những cung đường vắng vẻ, thì anh em vẫn cứ tự tin dựng con xe đá chống, không sợ mất xe đi bộ. Và một điểm cộng nữa cho con xe này đó là phanh ABS. Thì ABS thì những con xe đời mới phải có, và đặc biệt Winner X 2022 cũng phải có. Khi mà anh em có cái phanh ABS này á thì anh em đi đường đá, đường dốc, đường đèo, đặc biệt là anh em đi phượt Đà Lạt á, anh em đổ đèo á, là anh em không có sợ phải trơn trượt hay té ngã gì nữa. Nó hỗ trợ cho người lái rất là nhiều, rất là tốt luôn, rất là an toàn. Tại vì ABS khi anh em biết tới là đó là tính năng an toàn dành cho người lái mà. Rồi khi mà anh em đi đường nước hay đường trơn thì anh em cũng đỡ sợ hơn nữa. Đó, vừa mà trang bị con tay mà kết hợp với ABS thì còn gì bằng nữa anh em. Mà không, chốt đi. Một cái nữa mình cực thích trên chiếc xe Winner X này đó là đồng hồ được trang bị là LCD. Anh em nhìn đi, đó anh em thấy đi, cái đồng hồ nó sẽ rất là rõ nét và nhìn nó góc cạnh hơn so với cái đồng hồ bản cũ anh em. Giờ cho dù có trời mưa hay trời tối hay trời nắng thì cái đồng hồ này vẫn hiển thị rõ nét, anh em không có sợ mà không có thấy đường nữa anh em à. Rất là đặc biệt luôn, rất là chất luôn anh em. Ây da, anh em nhìn thấy gì không? Cái này là cái gì ta? Đùa anh em thôi. Đây là cái chỗ để sạc. Anh em có thể sạc điện thoại. Ví dụ mình đi phượt xa mà mình cần điện thoại để nghe nhạc giải trí, mình hết pin, hoặc là mình coi phim, hay mình gọi điện, mình đi xa, những anh em mà xin người yêu, xin vợ đi phượt á, mình có thể gọi video call cho người yêu mà hết pin thì nay mình không sợ nữa anh em. Mình gắm vào đây. Đó, hiện pin liền, đã sạc 60%, anh em thấy không? Đây là điện thoại mình mượn của một bạn cameraman. Đây nè anh em nè. Nhìn quay kỹ nè nha. Nè, mình gắm nè. Đây nè. Nó kêu nè. Đó, đã sạc. Thấy rồi, rất là tiện ích luôn ha anh em ha. Còn gì bằng nữa anh em mà không nhanh tay chốt Winner X 2022. À, anh em thấy tôi quay bánh không? Là tôi review cộng sơn đó anh em. Nói giỡn anh em thôi, đây là cái hệ thống xích xe theo nhà sản xuất đưa ra là bền bỉ gấp 6 lần. Để làm cái gì? Để cho anh em đi phượt, đi xa, đi chơi những cung đường, gọi là những cung đường khó, cung đường đất đá, hoặc là những cung đường đèo, giống như là anh em đi những cái đèo Đà Lạt á,
thì nó giúp cho cái cộng sơn mình, cái bộ nhông sinh đĩa mình nó bền bỉ hơn, nó bền bỉ hơn và nó tốt hơn. Khi mà anh em đi phượt thì anh em sẽ tự tin hơn. Thì sau khi mà Minh đã trải nghiệm xong cái em Windex này á, thì Minh đưa ra một cái kết luận sau đây. Thì đây là một chiếc xe đa dụng rất là đáng để mua. Ví dụ anh em mua về, anh em có thể mua về để sử dụng nó đi làm hàng ngày. Rồi anh em chở bạn gái đi chơi mỗi đêm, đi ăn đi uống rất là dễ dàng. Anh em leo dốc hoặc là anh em đậu ở một nơi nào đó, nó rất là dễ, anh em dắt nó rất là nhẹ và gọn anh em. Đó là đa dụng là chỗ đó. Rồi một cái nữa đó là anh em có thể là sử dụng nó để đi phượt, đi chơi đa địa hình anh em, nó rất là tiện. Đó, vậy mà anh em không mua thì anh em còn chần chờ gì nữa anh em. Rồi một cái nữa là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em, là anh em sử dụng nó để anh em làm rất là được rất là nhiều thứ luôn đó. Đi chơi, đi phượt, đi rất là nhiều mà anh em không có lo về cái phần chi phí bảo hành bảo dưỡng. Vì xe của Honda mà anh em thì nó Honda thì nổi tiếng xưa giờ rất là bền, và phụ tùng cũng dễ kiếm nữa, dễ thay thế và rất là rẻ nữa anh em. Thì cái con này thì mình thấy là 2022 này rất là đột phá anh em, rất là đáng để mua. Đảm bảo xong sau cái clip này là anh em sẽ thích nó và mua nó liền. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Thì chốt clip thì Minh nói với anh em vài câu thôi. Chúng ta hãy là những người đi đầu xu hướng, hãy sở hữu một cái em xe đa dụng như thế này, vừa đi làm, đi chơi, đi phượt, đi cà phê, rất là tiện luôn, còn chần chừ gì nữa anh em mà không sở hữu em nó.